Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống mỗi người luôn hy vọng bản thân mình có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, giàu sang phú quý, cả đời không phải lo toan vất vả. Đặc biệt là thời điểm vừa qua, dịch bệnh hoành hành và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Lại có thêm cả dư âm của tháng 7 cô hồn vừa qua, nền kinh tế đã trải qua rất nhiều khó khăn. Bất cứ ai cũng lại càng mong muốn sẽ sớm lấy lại được thành công trước đây và gặp nhiều may mắn hơn trong thời điểm những tháng cuối năm. Trong đầu tháng 8 âm lịch, theo các nhà tử vi học phương Đông, có 5 con giáp thành công vượt qua mọi xui xẻo của tháng 7 cô hồn, được trời ban phước lành, mọi sự đều hanh thông, vừa được quý nhân, vừa được thần tài phù hộ, sự nghiệp cứ thế thăng tiến, tài lộc dồi dào. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Mão. Không chỉ trong đầu tháng 8 tới, mà trong những ngày tháng tiếp theo, người tuổi Mão là con giáp may mắn, được thần tài chiếu cố. Bất chấp khó khăn, cuộc khủng hoảng kinh tế, vận trình sự nghiệp của bạn đang có dấu hiệu tăng tiến trong thời gian này. Con giáp có những đánh giá chuẩn xác hơn, ra quyết định dứt khoát hơn, mang về một lợi nhuận đáng kể cho công ty, nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Người làm đầu tư kinh doanh, buôn bán bất động sản hay chơi cổ phiếu thì trong tháng này hoàn toàn có thể tin tưởng vào mắt nhìn của mình, tin tưởng vào sự nhạy bén của bản thân mà kiếm được một khoản tiền lớn. Tình hình tài chính của con giáp tuổi Mão trong đầu tháng 8 đánh dấu giai đoạn rực rỡ khi bản mệnh bắt đầu thoát khỏi được những khó khăn trong những tháng trước đây. Nói chung thì dù người tuổi Mão đang là người làm ăn kinh doanh hay đơn giản là làm công ăn lương thì đều dùng rỉnh tiền tiêu trong khoảng thời gian này. Bạn thoát khỏi được những lo lắng về tiền bạc, không còn phải lo toan nhiều như trước nữa. Việc đầu tư của nhiều người cũng rất có lợi trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, với các khoản đầu tư mới, với những lời hứa hẹn hay ho thì không nên vội vàng. Bạn nên bình tĩnh phân tích thiệt hơn và nên ưu tiên vào những hạng mục đầu tư có ích cho xã hội, mang lại lợi nhuận dài lâu. Thế nhưng, sự xuất hiện của tỷ kiên cũng đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng vì có những kẻ xấu đang lợi dụng tiền bạc của bạn. Chớ nên cả nể mà cho vay số tiền lớn, bạn sẽ không có cơ hội đòi lại được chúng đâu. Các mối quan hệ trong tháng này nói chung đều có bước tiến tích cực, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Mặc dù bạn từng không kỳ vọng quá nhiều, nhưng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp bất ngờ. Với những cặp đôi, nếu thiếu cảm xúc đôi bên dành cho nhau đã chín muồi, có lẽ bạn nên chuẩn bị tinh thần cho nấc thang mới của tình yêu. Riêng với những ai đang còn độc thân, có lẽ tháng này trái tim bạn sẽ rộn ràng. Bản mệnh đừng nghĩ quá xa xôi, nếu có cuộc hẹn nào phù hợp, hãy mở lòng mình ra, xem cuộc gặp gỡ đó như là cơ hội để hiểu thêm về cuộc sống của ai đó mà bạn chưa từng biết tới. Thứ hai, tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ khi làm bất cứ việc gì cũng đều rất cẩn thận, bình tĩnh, không bao giờ tỏ ra nóng vội, nao núng. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, học tích chữ, dành dụm những khoản tiền để lo cho cuộc sống tương lai. Tuổi Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu nhập cho mình những thông tin bổ ích ở bất cứ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen đọc sách ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của người tuổi Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích chữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này
có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng có được những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mà mình cần phải phát triển. Xem may mắn của 12 con giáp trong tháng 8 thì tài lộc của con giáp tuổi Tỵ khá rực rỡ với những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư trước đây. Hứa hẹn bạn sẽ dùng sình tiền tiêu nhờ kế hoạch tiền bạc thông minh mà bạn đã xây dựng từ lâu. Nhất là những ai sự nghiệp hanh thông được chuyển lên một vị trí mới hoặc bạn thay đổi công việc phù hợp với thu nhập cao hơn. Có thể những người tuổi Tỵ sẽ gặp phải chút thách thức khi mới bắt tay thực hiện một điều mới lạ, nhưng sau khi bạn đã quen thì hiệu quả công việc sẽ rất tốt. Nơi công sở, đồng nghiệp không chỉ hỗ trợ cho bạn rất nhiệt tình mà còn quan tâm tới đời sống của bạn. Khi bạn bận việc là họ không ngại ngần giúp sức, hoặc thậm chí có người đưa ra lời khuyên tình cảm để bạn có thể tháo gỡ vấn đề hiện tại. Với những ai có nghề phụ hoặc nghề tay trái, hứa hẹn sẽ nhận được tiền lương từ những khoản này khá hậu hĩnh. Những người còn độc thân sẽ rất đào hoa trong tháng này, cơ hội tìm được những người ưng ý là rất cao. Tuy nhiên, sẽ có người cảm thấy phiền hà khi có quá nhiều đối tượng theo đuổi mà bạn không biết nên chọn ai. Nên hãy lắng nghe trái tim mình. Tiếp theo là tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Những người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Ngọ cả thèm trong chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy, cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Cho nên, việc đầu tư làm ăn kinh doanh tháng 8 này đang mở ra rất nhiều cơ hội mới cho con giáp tuổi Ngọ. Thế nhưng, bạn vẫn nên ưu tiên các hạng mục quen thuộc, tránh ôm đồm, chỉ tạo thêm áp lực cho chính mình mà thôi. Với những người làm công ăn lương, tuy vẫn gặp khó khăn trong việc gia tăng thu nhập, nhưng nhìn chung, tiền bạc vẫn đủ để đảm bảo cuộc sống cơ bản. Nếu muốn tìm phương hướng để đầu tư, thì việc trước tiên của bạn vẫn là tiết kiệm. Chuyện tình cảm của bản mệnh ngày càng được cải thiện. Có thể trước đây, hai người nhìn nhận đối phương qua một lăng kính màu hồng, nên đôi khi mới nảy sinh thất vọng. Nay hai bạn đã thực tế hơn để hiểu rằng trên đời chẳng có ai là hoàn hảo. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là ở bên cạnh một nửa kia của mình, cùng nói chuyện và tìm hiểu những khó khăn của chàng để giúp nhau vượt qua chướng ngại vật. Nếu còn đang độc thân, con giáp tuổi Ngọ nên chuẩn bị tinh thần cho một tin tức bất ngờ từ người mà bạn thầm yêu mến. Tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ và kính nể. Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhận nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng và hưởng ứng. Tình hình tài chính của những người tuổi Dậu trong đầu tháng 8 có dấu hiệu khởi sắc. Nhiều người được gia tăng nguồn thu, việc kinh doanh nhờ có hậu thuẫn mà phát triển bất chấp khó khăn hiện tại. Nếu bạn dành thời gian học hỏi thêm thì bạn sẽ biết rằng thời gian này ai cũng sẽ ưu tiên việc đảm bảo an toàn số tiền của mình đang có hơn là đầu tư. Nói như thế không có nghĩa là không có cơ hội cho bạn, miễn là bạn phải tìm hiểu kỹ và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. Nhìn chung, tháng 8 này bản mệnh không gặp rắc rối nào liên quan đến tiền bạc.
miễn là bạn kiểm soát tình hình trong khả năng của mình, đi theo kế hoạch đã định thì một chút chi phí phát sinh cũng không là điều gì đáng lo ngại. Người độc thân trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, chỉ cần xuất hiện ở đâu là bạn ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Bạn có thể nhanh chóng mở rộng mối quan hệ, tìm ra những đối tượng triển vọng phù hợp với bản thân mình. Tình cảm gia đình của con giáp tuổi Dậu cũng khá tốt đẹp, họ còn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời, cho bạn lời khuyên giá trị khi bạn gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Vẻ bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất cứ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, tuổi Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Người tuổi Hợi luôn mong muốn và nay đã được trải nghiệm những hành trình mới mẻ, thú vị, khác biệt với những sự quen thuộc thường thấy. Hãy tự tin thể hiện bản thân, hãy ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Đây là một tháng mà thực sự bạn làm việc rất hiệu quả, cả về chất lượng lẫn số lượng. Càng là công việc có tính thách thức, bạn càng cảm thấy hào hứng, nhiệt tình. Bạn cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ, tìm hướng xử lý công việc. Thế nên, đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn bạn bằng ánh mắt biết ơn. Điều đặc biệt là bạn tìm được niềm vui trong công việc, ngay cả những thứ tưởng chừng nhàm chán nhất cũng có sức cuốn hút riêng, chỉ cần bạn quan tâm đến chúng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.